bấm cho cái số 1 anh em ơi. Ôi đời. Hello anh em, chia sẻ mặt like nhá. Đêm nay 100 người đi anh em ơi. Lại có cái hay gửi tặng cho mọi người. 100 người để vô nhá. Hello hello nhá. Hello hello anh em nha. Câu chuyện chẳng là gì đâu. Thế này này, anh Hùng này và đồng tôi Điền Tuấn chia sẻ với anh em này. Nói về làm cái bình xăng con này ấy, mình bỏ đây vài năm, chắc anh em nào theo dõi Facebook của mình lâu rồi, ngày xưa mình chưa hướng dẫn anh em dạy FIG. Nhưng cái làm loại xăng này mình bỏ lâu rồi, mình lấy tiền nhiều lắm rồi anh em hiểu không? Đấy. Cái thời mà bình xăng giàu mà cái công nghệ làm xăng mà cái cây trọt ấy, cây này, này nó bão không, phải nhờ mình đấy. Thì cái nhà sản xuất cái cây này người ta bán mới chạy, đó là hỏi mình. Nhưng thật sự anh Hùng ở đây anh quá bé nhỏ, nhỏ lom com nha, nhưng quá nhỏ. Trong cái chiến lược làm ăn trong kinh doanh này, anh không thể nào kinh doanh được lớn, bởi vì anh luôn luôn là một thằng thợ, chỉ là một thằng thợ sửa xe số. Ở đây những anh em nào không phải thì vui lòng anh em bỏ qua những cái clip này, không phải là mình nói một anh em một thằng thợ mà nó đụng chạm tới nhiều anh em. Cái này mình gửi riêng anh Hùng thôi, bởi vì anh quá nhỏ nhoi nên anh không thể nào thành công, anh bước lớn ở cái con đường sửa xe này được. Nên anh học tôi FI, anh về nhà chỉ sửa xe cỏ, bởi vì anh em ông không tận dụng được cái làm xe FI mà ông suốt ngày phải sửa những cái xe cỏ. Ông tin rằng những anh em ở khu vực nhà ông đều được học cái full, cái làm bình xăng con này miễn phí không? Ông quá nhỏ nhoi. Cái thời ông vào trong bệnh viện học FI, tôi nghĩ rằng tôi tạo điều kiện cho mấy ông học FI ở đây không phải mất tiền nhà trọ ở. Đấy, không phải mất tiền ở nhà trọ ở. Tôi tạo điều kiện, tôi phải lấy mùng mền, chiếu gối, chăn màn, và tôi phải đi mua chiếu cho ông ngủ ở cái cửa hàng này. Bản thân hàng đêm tôi phải ngủ ở cửa hàng này cùng các ông. Tôi sợ trong những ông học đấy sẽ có một ông gian dối lấy đồ của tôi đi chuồn trong vòng hàng đêm. Hoặc là xe cộ ở đây, tôi chìa khóa ở đây, mới ông mở khóa cửa mới ông đi. Nên hàng đêm tôi bắt thêm một cái giường xếp ở đây để tôi ngủ cùng các ông. Tôi phải bỏ vợ, bỏ con tôi ở nhà để tôi ngủ với các ông. Ông còn nhớ ngày đấy ông vào đây học FI không? Được chưa? Cái lời xăng tôi sẽ chỉ ông sau. Nếu hôm nay tôi nói sai một lời nào, tôi tặng ông 20 triệu tiền nạp cạc cái điều đó luôn. Còn ông dạy lợi xăng như vậy, ông phải chấm hết, chấm dứt đi ngay. Ông dạy như vậy không ai học được, bởi vì ông không có một cái logic gì cả, không có cái group gì trong nhóm học để anh em hiểu về bình xăng. Tôi sẽ chỉ hết. Nếu hôm nay thật sự đúng là ngày rằm, tôi mới đi chùa về. Đây, tôi mới đi chùa về, tôi mới live stream. Đấy, để cho tất cả anh em biết và ông biết. Đấy, tôi hôm nay ăn chay. Đấy, tôi nói rất lịch sự, bởi vì tôi nghĩ ông là tình nghĩa. Được chưa? Tôi biết tính ông chứ sao không biết được. Thì mẹ tướng ông thì mẹ nhất lé nhì lùn nhỏ nhỏ, những anh em khác bỏ qua, ký tín sạch sẽ. Đấy. Tay ga Xuân Dần cảm thấy chơi với nhau được thì đừng có chơi. Tôi chưa nói tay ga Xuân Dần ở đây nhá. Sao lại nghĩ thế hả Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Ở đây chưa đụng chạm với tay ga Xuân Dần, còn cảm thấy không được dẹp luôn anh em. Được chưa? Ở đây thì Tuấn không đụng chạm với tay ga Xuân Dần. Bao giờ nói tới tay ga Xuân Dần thì lúc đấy mới mở miệng. Được chưa? Ông Hùng nhớ ngày xưa ông nằm ở đây không? Cái thời ngày xưa tôi từng mang cái chiếu cho ông ngủ ở đây không? Cái chiếu ở đây vẫn còn luôn. Thì mày ông nghĩ cái bộ lợi xăng của ông ghê đây. Cái chiếu ngày xưa tôi mua cho ông vẫn còn ở đây luôn này. Đấy. Cái chiếu ơi. Tôi nghĩ là một đêm ông ngờ ở nhà nghỉ phải mất 150.000 tối bộ ông ngủ ở đây. Được chưa? Đấy không phải là kể công. Với tôi ở phút này chẳng có cái mẹ phải kể công cả. Ok. Cái giường xếp ở đây tôi mang ra để tôi ngủ này. Tôi ngủ cùng các ông.
Bởi vì tôi sợ ở cuộc đời này không may gặp kẻ gian, tối nó chạy hết cả vài con xe này đi thì sao? Đó, được không? Bởi vì nếu tôi không ngủ ở đây, bởi vì không có thợ ngủ cùng ở đây, thì tối nếu anh em nào gian dối chạy một con xe nào đi thì tôi làm gì được anh em? Đó là tài sản của tôi ở đây. Tôi có quyền ngủ cùng anh em. Đó là cái công việc vui vẻ tôi mới làm điều đó. Đây, ok. Còn cái làm lợi xăng này, ông nhớ là khi mà ông vào bệnh viện này tôi có cái bảng này trước đó. Thấy chưa? Ông bảo ông dạy tôi công nghệ gì, cái bảng này cách đây biết bao nhiêu năm về trước, ông vào trong này cái bảng này vẫn còn ở đây luôn. Chắc ông quá quen thuộc với cái bảng này. Không có cái bảng nào mà làm trong vòng khoảng 15 ngày mà nó bạc như thế này. Ông biết rồi không? Tôi bỏ. Đấy, nó bạc hết màu rồi. Ok, ngày xưa tôi còn làm cái chữ là thần y cơ. Cái thời đấy chắc ông chưa làm bịt xăng. Đó, đây. Chắc anh em chứng minh được cái bảng này đúng không? Nó quá cũ rồi. Đấy, tôi sẽ chỉ cho ông một cách để ông kinh doanh, để ông có lợi nhuận, để ông lên một bậc mới nữa. Khi đó ông là một thằng thợ. Đấy, đây là cái bảng của tôi ngày xưa này. Ông chưa làm được kinh doanh bởi vì cái đầu ông quá nhỏ nhoi. Nếu ông là một cái thằng nhà sản xuất máy chẩn đoán, lỡ may có công ty khác nó lấy đi thì ông bảo thằng này đi ăn trộm công nghệ à? Đúng chưa? Anh Hùng, anh còn nhỏ lắm. Nè, ví dụ vợ anh đang bán tạp hóa ở kế bên, nếu mà kế bên người ta cũng bán cái món đấy, thế là anh lại nói là nhà kế bên lại thấy tôi bán cái đồ này lại nhập về bán à? Đầu óc anh kinh doanh còn khá là nhỏ. Nhưng ở thời buổi này anh dạy làm lợi xăng thì tôi không quan trọng, bởi vì tôi bỏ làm lợi xăng lâu, bởi vì anh cứ gắn thẻ của tôi vào làm cái gì. Những anh em học viên của tôi cứ gọi anh Tuấn ơi, mua giùm em bộ làm lợi xăng. Được chưa? Nhiều anh em ấy gọi trực tiếp với ông thì nhiều cái tin nhắn ông đòi lấy 5 củ đến 4 củ. Đấy, nhiều anh em không tiền học. Rồi anh em mới gọi tới lỗ tai của tôi, bảo anh Tuấn ơi, anh Hùng chỗ quen biết với anh, bộ làm lợi xăng anh mua coi có rẻ không, tôi mua giùm. Đúng không? Nhưng ông lại bảo đầu tiên là 3 triệu rưỡi, ông chiết khấu tôi 1 triệu. Nhưng tôi bảo với anh em, với giá là 3 triệu để tôi kiếm 500 ngàn trong cái vấn đề cò quét. Được chưa? Nhưng ông cuối cùng ông lại giảm giá, ông bảo là ông hội đồng với gì, mẹ gì nhờ? Ông hội đồng với là cổ đông cái con mẹ gì mà cổ đông, ông đừng nói phét. Và ông bảo ông làm lợi xăng ông mua được con ô tô hả? Ông càng nói phét hơn nữa. Đúng không? Ông làm lợi xăng ông mua được con ô tô ấy thì ông lại càng phét lác hơn nữa. Đấy, ông bảo cổ đông xong họp lấy 2 triệu rưỡi. Tin nhắn tôi vẫn còn, ông cứ ốp lên. Tin nhắn giữa tôi và ông vẫn còn. Và tôi có cả một cái buồn như thế này. Ông bán cho tôi một bộ cho người khác 2 triệu rưỡi, tôi bình thường. Tôi mua 2 triệu rưỡi tôi đưa cho anh em bình thường. Nhưng riêng tôi trả vờ tôi nói bảo để cho tôi một bộ, nhưng ông vẫn bóp giá tôi 2 triệu rưỡi. Với tôi lúc này thì tiền không quan trọng, bởi vì 2 triệu rưỡi tôi chỉ cần tích tắc tôi sẽ kiếm được 2 triệu rưỡi. Nhưng anh có một cái sai lầm ở đó, anh phải biết tôi là ai. Anh bóp giá tôi 2 triệu rưỡi. Về nhà anh dạy tôi được công thức gì? Anh dám hôm nay là anh thề ngày mày ngày hôm nay là ngày rằm tháng 8, anh mang cái bình xăng con ra anh chỉ tôi chưa? Nếu thật sự anh chứng minh được là anh tối anh mang cái bình xăng ra anh dạy tôi chưa? Hay anh nói thì mẹ cái bét bét cái lỗ chín lỗ phụ cái này. Nếu một cái thằng không thông minh đố mà nó học được cái bình xăng của anh, anh dám thề không? Anh dám thề ra ngoài đường xe cán anh hay không cán anh cầm cái bình xăng con lên chỉ tôi chưa? Anh bảo anh bán công nghệ tôi, anh y xì đi một cái ba rem của thằng Tiến Còi ở Bình Dương đó, anh y xì học một cái thói quen của cái thằng Tiến Còi Bình Dương. Từ bữa giờ tôi không đụng chạm gì tới anh là anh Hùng ở Hưng Yên hay ở đâu, tôi không quan trọng. Đúng không? Anh y xì cái bài rơ của thằng Tiến Còi Bình Dương bẩn bẩn ghê gớm, thì mẹ anh đăng lên là thằng Tứng ở Bình Định. Bữa đầu tiên anh bảo anh bán công nghệ cho một thầy ở Bình Định tôi đã im rồi, hôm nay tôi lại thấy là Tứng ở Bình Định. Anh y xì cái thằng Tiến Còi ở Bình Dương. Hỏi thằng Tiến Còi Bình Dương ngày xưa tôi đóng 1 triệu cho em tôi vào họ online, sau này nó nói thế nọ nói kia, xong bốc phốt nó bảo tôi học online có ngày hôm nay. Hỏi thằng Tiến Còi, tao ngày xưa học online của mày xem được 5 đến 10 clip chưa? Tao vào trong đấy tao là gì? Để tao gọi cho mày là thầy, để mày có cái view, để mày kiếm tiền thời tao không dạy. Cái thời Tiến Còi còn tua đồng hồ sau cả Đình Tuấn cơ. Nên ông Hùng, ông bớt đi nhá, bớt bớt hài đi, bớt xàm đi. Rồi, ông coi cái bộ làm lời xăng của tôi cắt đây bao nhiêu năm về trước. Đây, cái bộ này ông cung cấp tôi hả Hùng? Ông biết rằng cái bộ này tôi kiếm biết bao nhiêu tiền ở Việt Nam không Hùng?
Đó. Ông bảo ông bán công tôi ngộ tôi. Đây. Đây. Cái này tôi làm cách đây bao nhiêu năm về trước ông Hùng. Tôi bán tôi kiếm rất nhiều tiền ở trên Việt Nam rồi Hùng. Đấy, ông hơi tí, ông dựa hơi của tôi, ông thích thì tôi cho ông dựa. Không thích thì tôi cho ông toang ngay lập tức. Được chưa? Rồi. Cái này là đồ của tôi này, đồ của ông cung cấp nè. Đồ má là 2 triệu rưỡi nè. Đéo có một cái nhóm group gì, chưa bao giờ cầm mình sang anh chị. Cung cấp cho tôi cái mũi khoan này về nhà tôi bỏ hết. Bởi vì cái mũi khoan này để khoan những cái đường cho chín gốc phụ, gặp anh em tay nghề yếu, khoan vào nó sẽ dính vào ngay bình xăng con và đồng thời sẽ phải thay bình xăng. Bởi vì mũi khoan này rất nhỏ. Nếu anh em nào không có một cái chuyên môn thì đương nhiên sẽ gãy mũi khoan này vào trong cho chín gió phụ, sẽ phải thay bình xăng. Được chưa? Đây. Một thằng thần y hay con mẹ gì ở trên Việt Nam tôi không bận tâm, nhưng cung cấp cho anh em những cái đồ này ngoái bình xăng thì khác gì bảo người ta đi chết đi. Đồ má 2 triệu rưỡi. Được chưa? Không có một cái group nào, không có một cái cầm mình sang con lên chỉ thì làm sao tôi phục. Nhưng tôi im để cho ông làm, nhưng thật sự ông lại lôi tôi ra. Hôm nay là ngày rằm. Tôi hỏi anh em và tất cả và ông Hùng, ông biết những cái bình xăng này bỏ bụi bao nhiêu năm nay không? Cái cây này bao nhiêu năm nay ông Hùng? Nè. Vậy mà ông kêu ông bán công nghệ cho tôi. Đây Hùng. Ông biết là cái này tôi bỏ đây bao nhiêu năm về trước không? Để anh em lâu lâu tới đây tôi view một cái về bình xăng không? Còn riêng ông mà hiểu hết về cái bình xăng này, về cái van cắt gió hoạt động làm sao nhá, tôi với ông dám chơi một phát 50 triệu. Được chưa? Còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục review cho anh em cái bình xăng. Nó làm những cái gì? Nó muốn cái buji được trắng là trắng, là được đỏ là được đỏ, được đen là được đen. Đồ mà tôi đéo học phun xăng điện tử FI mà tôi dám mua nguyên cái dàn xe tôi dạy cho anh em trên Việt Nam là ông phải biết tôi cái đầu nó như thế nào rồi. Im lại mà làm mà kiếm tiền thì không chịu. Đấy, nhưng ông lại thích ho. Đây. Ok chưa? Rồi, cái này bao nhiêu năm rồi Hùng? Cái này ông bán cho tôi được bao nhiêu năm rồi Hùng? Đồ má ông quá phiêu, ông quá phét lác, ông quá nổ. Bởi vì ông chưa ra thương trường, ông chưa làm được cái gì lớn, đúng không? Ông phải làm được nhiều việc lớn thì ông mới hiểu rằng ở cuộc đời này cần phải kinh doanh như thế nào để có tiền. Được chưa? Rồi, đấy. Rồi, tôi sẽ fill. Hôm nay ngày rằm đúng không? Rồi, chơi luôn. Ok. Được chưa? Hùng ơi, anh còn yếu lắm. Anh dạy ai thì tôi không cần biết, nhưng anh đụng tới tôi thì anh phải toang. Những cái mũi khoan này, lỡ may mà anh em khoan vào những cái đường gió này, lỡ may nó xui rủi, cái tay của anh em bị rung, thì đố anh em cái mũi khoan ở trong cái đường gió này anh em lấy ra được. Được chưa? Đó là một cái thằng thầy dạy rất ngu. Còn bình thường các bạn dùng cái này, các bạn ngoáy sẽ không bao giờ gọi là từ gãy, bởi vì cái này là bằng thép. Đây. Nè. Anh Hùng ơi, cái mũi khoan của anh liệu có bẻ được như thế này không? Bẻ như thế này không? Đó, tôi bẻ lại. Ok. Ok. Được chưa? Ngoáy thoải mái, ngoáy tẹt bô. Bình xăng không bao giờ biết là hư. Vì nó như thế này. Ok. Đây. Ngoáy như thế này thì không bao giờ gọi là hư. Đấy. Được chưa? Nhưng anh đi cấp cái này thì mẹ anh bán cho ai thì tôi không nói. Anh lại tôi bảo thử để cho tôi. Nhưng anh bóp giá tôi 2 triệu rưỡi đây. Được chưa? Lỡ may vào trong này kịch. Win. Quẩy. Thì bây giờ làm cái gì hả Hùng? Được chưa? Đó. Ok. Ở đây là nhiều anh em ăn dạy làm xăng thì tôi không quan trọng, nhưng anh cứ gắn thẻ tôi vào làm cái gì để anh em của tôi gọi. Đấy. Bây giờ cái phun xăng điện tử nó còn chuẩn bị ra đi rồi, còn cái bình xăng con này anh còn bóp giá 4 triệu đến 5 triệu. Rồi bây giờ anh chỉ đúng không? Anh bảo anh nghiên cứu cái bình xăng này trong vòng khoảng vài năm nay đúng không? Ok, tôi sẽ bóc tắt cho anh ngay này. Còn anh dám thề ở trên Việt Nam này, anh dám cầm bình xăng con lên anh chỉ tôi chưa? Hay là chưa? Đấy. Hay là chưa?
anh lấy tôi 2,5 triệu, anh cầm cái xăng con này lên chỉ tôi chưa hả Hùng? Đây này Hùng, nè, đấy. Tiếp tục. Tôi chỉ cho anh em một chiêu này nữa này. Cái thời của tất cả những bình xăng con trừ bình xăng của Trung Quốc thì đa số cái này sẽ gọi là sáo, nó chỉ có hơn 10 lỗ thôi. Cái thời ngày xưa tất cả ở trên Việt Nam chưa bán ống sáo 20 lỗ. Tôi từng là những cái thằng lê lết tới tất cả những cái cửa hàng tiệm anh em sửa xe cũ để làm gì, để mở những bình xăng quay gym Trung Quốc để làm gì, để lấy được cái ống sáo 20 lỗ đó. Ống sáo 20 lỗ ở đây, cái này zin nó chỉ có hơn 10 lỗ. Tôi từng lê lết đi xin 100 cái ống sáo như thế này, hoặc là mời anh em uống cà phê để lấy ống sáo 20 lỗ để lắp vào những bờ rim Thái quay 100 hoặc là bình xăng Keta để làm gì, để lúc này cái kim, đúng không, cái kim nó sẽ chạy từ đây kéo lên để làm gì, để đưa đường gió vào, để làm cái gì, để lúc này có gió nhiều ở chung quanh, để lúc này gió đi vào hòa quyện mới xăng, để cho nó làm tơi cái xăng. Như đơn giản chúng ta cái kim phun là phải tơi, đưa vào trong buồng đốt. Được chưa anh Hùng? Còn cái này anh có cái mẹ đâu, anh bảo anh nghiên cứu ra, bây giờ tôi cướp công nghệ của anh. Đồ mà anh chỉ là một cái thằng sửa xe bình thường ở quê thôi, không thể nào chơi với tôi ở phúc độ này được. Anh Hùng anh hiểu không? Thì mẹ cái đầu tôi ghê lắm. Đồ mà đừng có nghĩ rằng cái đầu của tôi bình thường anh Hùng ạ. Anh chưa đủ tầm chơi với tôi được. Thả anh im mẹ đi anh làm. Anh còn có ít đồng. Không là cái xăng này tôi cho bão luôn. Và đặc biệt những anh em nào ở khu vực gần ông ấy, mà ông cứ nói là cái xăng ông này, đây là tôi ấy. Tất cả những anh em đấy chỉ cần thì mẹ bảo bán kính gần chỗ Hùng, ở Hưng Yên hay ở đâu tôi đéo quan trọng. Toán ơi, nghe anh Hùng ở đây làm xăng con ghê lắm, mày có chỉ tao được không? Free ngay, free ngay tất cả những cửa hàng đấy, ngày mai làm bình xăng con 50k cho tôi. Anh em hiểu không? Không thể nào chơi với tôi phút này được. Làm trong kinh doanh là phải ok. Nhưng thì mẹ chưa làm cái gì ra, bảo thằng này anh cấp công nghệ. Bèo thật. Không thấy là mô tô xì can và mô tô bốc ngày xưa nó bán hơn 23 triệu hả? Sờ mắt tuôn ra, thế vừa rồi nhân dịp cái Covid cô vang, trả vờ lại bán là mô tô can tặng mô tô bốc để cái giá thành nó xuống so với sờ mắt tuôn. Còn mô tô can và mô tô bốc bán hơn 20 triệu phút này thì ai mà mua? Thời buổi nó thay thế, công nghệ một ngày sẽ thay thế. Thấy chưa? Đấy. Nhưng thật sự khi các anh làm kinh doanh, cái đầu của anh còn quá bé nhỏ Hùng ạ. Thì làm sao anh làm được việc lớn? Thì mẹ cái bình xăng tôi còn tính toán được nó cơ. Ông cứ nghĩ rằng chụp cái bình xăng lên bugi nó trắng hả? Trắng là ông hối hận hoàn toàn khi ông dạy anh em làm bugi trắng. Ông hiểu không? Cái đầu không thể nào, bất kỳ cả cái remap mở tour này cũng vậy, kể cả làm bình xăng con này cũng vậy, không bao giờ giỏi bằng thằng kỹ sư được. Ông muốn tôi làm cái bugi trắng hơn cả Ngọc Trinh cũng được. Tôi bóp bớt cái bét chín lại, tôi mở nhiều đường gió ra, tôi làm cho cái ống sáo nó thông thoáng thì lúc này gió đi vào 60%, lượng xăng 40% thì lúc này đi nó sẽ tơi ra và đồng thời vào trong cổ hút và vào trong buồng đốt. Có cái gì đâu mà anh cứ bảo mẹ nghiên cứu ra 5-7 năm. Cái thời ông Xuyến kìa dạy 50 triệu một mạng kìa, còn chưa là gì hết. Mẹ nên bây giờ ở cái công nghệ này giúp được cái gì thì giúp. Đồ mà ăn bóp giá người ta, bản thân tôi đây thì mẹ thật sự thằng có tiền, còn để một thằng học trò thì mẹ vào trong này ở, thì mẹ không cho nó ở nhà nghỉ, bắt ở đây để đỡ mất tiền nhà nghỉ, mua chiếu cho ở đây thì mẹ bóp giá 2,5 triệu. Đéo bao giờ bảo Tuấn ơi hôm nay mày dặn chưa, mày cầm cái bình xăng lên tao chỉ cho mày. Địt mẹ nói qua loa qua loa, bảo tôi ăn cắp công nghệ.
Má tôi buồn ông ghê luôn ông Hùng ơi. Tôi từ bữa tôi im ông, hôm nay ông phốt lên. Ông tin tôi, tất cả những cái thằng ở khu vực ông có nhu cầu học làm tại xăng tôi chỉ còn ngon hơn ông không? Cái bình xăng này có cái gì đâu? Chẳng qua hồi giờ anh em xúc rửa, anh em không để ý thì phải, còn riêng với tôi ấy thì ông không thể nào đùa cỡn được. Đấy. Không thể nào đùa cỡn với tôi phút này được. Cái bình xăng bây giờ ông hỏi ông làm cách gì nữa hả Hùng? Để tôi bay luôn ra nhà ông, tôi cầm 100 triệu thì tôi bái ông làm sư phụ thần y luôn hả Hùng? Đồ má ăn bớt xàm đi, để kiếm tiền đi. Tôi nói cho ăn nè, hiện tại ăn mà đi câu cá thì có ngày người ta đánh cho vỡ mồm ngay. Đi câu cá bảo ôi mẹ nó, sao mày dằn chỗ này ngồi của tao? Cái chỗ này là cá của tao, tao câu. Cá ở ngoài sông ngoài biển, người ta cứ thả cần câu, duyên ai tới thì người đấy được cá. Nhưng cái đầu của ông quá nhỏ nhoi ở trong cái lĩnh vực kinh doanh ở thời buổi hiện tại, là thời buổi công nghệ. Ông quá nhỏ nhoi thì ông không bao giờ ông làm lớn được. Ông hiểu không? Cho dù tôi nói một câu, tôi bỏ ra 2 triệu rưỡi thì mẹ nó chát, bóp rái tôi. Tôi có quyền thì mẹ tặng tất cả cho anh em nào, bởi vì tiền tôi đã bỏ ra. Thì tôi muốn làm gì đi nữa, đó là việc của tôi. Được chưa? Một cái máy motosiken, một con sờ mắt tun, hai con MST tôi mua về tôi đập. Có ai làm gì được tôi? Nhưng anh quá nhỏ nhoi ở trong cái chiến lược như vậy. Đúng không? Anh quá yếu. Bản thân anh còn nổ, đi mẹ ăn làm lợi bình xăng, ăn mua được con xe gì đấy. Anh quá phét lác. Tôi tiền thì không nhiều bằng anh, hay anh không bằng tôi, vấn đề tôi bỏ qua, không quan trọng. Đi mẹ ăn sủa như gâu gâu. Rồi anh nói ngược lại, mẹ làm cái bình xăng này có 5 triệu, học FI hết 10 triệu, sờ mất kỳ hết 10 triệu. Địt mẹ do về nhà anh đéo khai thác được. Anh về nhà anh không chịu đầu tư. Cửa hàng anh không chịu sắt úp. Anh không chịu đầu tư vài con xe ga để anh làm cái mồi câu. Anh vào cái cửa hàng anh thì phải toàn xe đạp điện với vài con quay. Thì làm sao khách hàng dám đưa anh con xe ga anh làm được? Mà lúc nãy thằng Nguyễn Đức Giỏi bảo, hay là nhiều anh em khác bảo, mẹ học FI hay sờ mất cây hết 10 triệu, học làm lại xăng này nhanh lấy lại tiền. Mẹ ở thời buổi nào đi nữa, người ta sửa turbo muốn lên tận cung trăng rồi. Sống rồi cho đi. Anh hiểu không? Để mẹ ăn nghĩ bèo thế, chẳng qua anh không làm được FI thì mẹ ăn lại có một cái lòng tự trọng nó quá nhỏ nhoi. Bởi vì anh không biết set up cửa hàng. Anh cứ nghĩ rằng ta lại đi trời Âu. Anh cứ nghĩ là anh cầm cái khay làm mình sang con thì mẹ là để người ta tin tưởng. Bình xăng của tôi mẹ bây giờ đổ ra về nhà trên chắc phải bao tải. Mẹ sao, tại sao anh cứ dựa hơi tôi làm cái gì? Anh đang làm lại sang, anh làm việc gì anh làm? Anh gắn thẻ tôi vào làm cái gì? Để anh em thì mẹ ngày đêm đang dạy. Anh Tuấn ơi, em nhờ anh Trúc, anh nhờ em Trúc, anh nhờ anh Hùng dạy em làm lại sang giá rẻ hơn Trúc. Địt mẹ ông vừa rồi lấy tôi 500 nghìn đấy thì thật sự nó không có ngày hôm nay rồi Hùng ạ. Địt mẹ bản thân tôi còn bị ông bóp rái. Nhưng đó là tình nghĩa tôi mới mua. Còn vấn đề anh bảo thì mẹ cái công nghệ là của anh. Anh đố anh khoan được những cái ống sáo của tôi 20 lỗ như thế này. Tôi dám đảm bảo với anh luôn một tiếng đó. Địt mẹ đấy mới gọi là công nghệ của anh nhá. Thì anh đừng bán bản quyền. Ống sáo anh khoan được 20 lỗ không Hùng? Đây, anh về nhà anh lấy mũi khoan, anh khoan tôi được ông sáo này 20 lỗ. Đó mới gọi là độc quyền của anh. Còn cái này á, ôi trời tôi thiếu gì chỗ mua. Được chưa? 20 lỗ ở đây thì trong nhóm học online mình sẽ thay đổi. Nhưng tại sao những cái xe mười mấy lỗ, nhưng cái này 20 lỗ nó phải thay đổi như thế nào? Không, lúc này anh em biết tại sao không? Nếu mười mấy lỗ lên 20 mấy lỗ này thì đương nhiên gió vào nó bị cuồng. Đó, kim nó sẽ hút từ dưới này lên. Đây nó sẽ hút. Ở đây nó sẽ gọi là cái bitler. Đồ má ăn buồn ghê, ăn bảo đồ má tấn ở Bình Định. Đây, ok chưa? Thì cái bitler này ngày xưa ấy, anh em làm nghề thì anh em lấy cộng đồng, anh em chêm. Thì nó không có độ chuẩn là bao nhiêu ly. Thì nó sinh ra anh em bị bỏ ga cuối hoặc là ga rửa. Bởi vì lúc này có gì? Thiếu cái lượng xăng cung cấp cho kim kéo.
Tôi sẽ lấy cái kim luôn. Diễn tả cho anh em dễ hiểu. Hùng mà lên online mà diễn được như này, Đình Tuấn bái Hùng bằng sư phụ nha. Diễn thì diễn cho nó sâu luôn. Đồ má này bực mình ghê. Bảo bán công nghệ 15 ngày nay. Chán thì mẹ không muốn. Cái này nè, lấy 100 triệu rồi này Hùng này. Nè. Còn Hùng cung cấp này 2 triệu rưỡi bóp giái này, đéo có cái nhóm group nào hết nha Hùng. Đủ má toa hàng, ăn ship một ngày bằng em ship một tháng nha Hùng. Ở trong này không có trên dưới khoảng 15 thần y ở trong này nha Hùng. Rồi em đánh được cái này ra, em set up cái này ra, em cung cấp cho anh em ở trên mạng đọc chơi nha Hùng. Nếu em làm điều đó mới gọi là thằng tài nha Hùng. Em chưa có cái tấm này đâu, đừng nói là cái này của anh lấy của em nha Hùng. Là em sai đấy nha Hùng. Cái này là của anh nha. Đấy, anh đi xin về nha, không phải là của em nha Hùng. Dạy ok, Sơn Nam nói như em thì thật sự anh nể ngay. Mẹ bọn nó cứ nghĩ là mẹ nó bảo nó nghiên cứu mấy năm nay làm nhiều có kinh nghiệm. Thật sự thì mẹ chỉ có kinh nguyệt. Với anh em không biết thôi. Em ship một ngày chỉ có một thần y, hai thần y. Anh ship hôm nay một phát 15 anh em thần y này Hùng. Nè, thần y hết nè nè. À. Em chơi với anh là chơi không có lại đâu Hùng ơi. Em bớt đừng nhây với anh nha Hùng. Em thấy không? Đó, ok. Đồ ăn nhập về nhà này gấp 10 lần em nha Hùng. Anh dám đảm bảo luôn bởi vì giá nó quá rẻ. Những cái bộ này em dám nhập gấp 10 lần anh không Hùng? Việt Nam này cái lò nào làm được bao nhiêu cái lỗ này anh biết hết nha Hùng. Em đừng có đùa với anh nha Hùng. Rồi, tiếp tục. Sơn Nam hay lắm em. Đúng, công nhận cái gì là Đình Tuấn này phải công nhận. Có cái gì sai là mình phải nói là sai. Ở trên mạng này mình là phải là vậy. Tí nữa tiếp tục tới FI luôn. Mình hôm nay mình phơi thẳng luôn cho cả nhà luôn. Ok. Rồi ok, bây giờ mình chỉ cái này Hùng nè. Đó, anh vào anh coi nha. Anh đừng có nói phét. Mày ăn mà khoan được ông Sáu này 20 lỗ thì mẹ tôi mang 1 tỷ tới bái anh bằng sư phụ ấy. Nha, anh bảo công nghệ này cổ ăn đúng không? Ở Sài Gòn những cái lỗ nào khoan được cái lỗ này tôi biết hết nha anh. Anh đừng có đùa với tôi. Diễn tiếp. Bộ phim này nó còn dài, diễn hết đêm nay. Bởi vì tôi phải biết đúng biết sai. Rồi, buổi trưa mình đã giáng lại. Rồi, cái vết phụ này là mặt nổ ganti này. Được chưa? Đấy. Mặt nổ ganti. Thì ở đây nó sẽ có đường rất nhỏ đi lên để nổ ganti. Đúng không ạ? Cấp xăng vào trong động cơ. Đây nhá Hùng nha. Đây. Anh còn từng làm cho cái lỗ này to nhỏ nha Hùng nha. Đấy. Anh em thấy ở chỗ này không? Nó luôn luôn không bao giờ là bẩn. Bởi vì xăng mà. Nó nổ cái mặt ganti. Đó, gió vào từ đây. Đó, cấp gió vào đây. Đây, thẳng chưa? Vào cái ngấn này. Có dù phụ hay không có dù phụ, mình tính sau. Dù phụ này chẳng là cái gì cả. Ok. Được chưa? Đó, đi vào đây. Rồi, cái này sẽ là ống sáo. 4 lỗ hay 6 lỗ để cấp một cái đường gió vào. Để làm cái gì? Để lúc này cho xăng nó tơi. Đi vào trong cổ hút để nổ mặt galanti. Đấy. Nổ galanti ở đây có hai trường hợp. Có rất nhiều anh em thần y khoan cái lỗ này to. Thì lúc này mức xăng lớn hơn. Ở trạng thái nổ galanti RBM nhỏ. Thì lúc này sẽ là thừa nhiên liệu. Còn nhiều anh em không vệ sinh ở trong quãng đường này. Thằng kỹ sư nó sản xuất ra khi ở trong cái lỗ này nó sẽ là khoảng 5 ly chẳng hạn như thế. Trong quá trình bị dơ bẩn đúng không ạ? Bụi bặm bám vào nó còn có khoảng 3 ly. Thì lúc này cái lượng xăng sẽ không đi lên đủ để đáp ứng vào nổ ganti sẽ không ngon. Nổ ganti không ngon còn rất nhiều yếu tố quả ga vân vân. Đấy chưa? Quả ga vân vân.
đường cho chính giáo phụ ở mặt nổ Ganti, thì trong cái nhóm học online mình sẽ diễn cho mọi người. Ok, tăng công thức động cơ, đéo biết làm mình sang này, chạy xúc bắp luôn cho mà coi. Đừng có nổ, đừng đó mà ngồi nói phét nhân hùng. Đừng có cầm cái buji lên trắng mà bảo như này là ok, có ngày chạy xúc bắp thịt mẹ mang tới nó dỡ nhà nhân hùng. Em nói cho anh khuyên một ăn một cái câu đó. Ok, tiếp tục, đây nó sẽ là cái bét chính, gọi là ông sáo chính. Trên nó sẽ là cái bét chính, nhiều người nó sẽ gọi là cái Whistler. Rồi, 69 Whistler, quả ga. Rồi, ga này không phải của nó. Được chưa? Rồi, lúc này bét chính khi tăng ga, đúng không? Nó làm việc cũng như FI thôi. Cái vấn đề này tôi sẽ dạy trong nhóm học online cho mọi người hiểu cho nó sâu. Đường gió chín sẽ cấp vào đây, đi một cái đường gió vào đây. Khi lúc này được cái quả ga nó đóng, nó sẽ lấy gió vào đây, đi gió vào đây. Và các bạn phải hiểu ở trong này nó sẽ có cái gì gọi là kim và cái dot. Nhiều người cứ nghĩ rằng cái kim dot đây nó đóng kín như này, làm sao mà gió đây đi vào được. Được, trong nhóm học online tôi sẽ chỉ mọi người cái bình xăng này sâu xa hơn luôn. Ở trong này sẽ có một cái dot. Đây, nhiều người bảo ở trong này đóng cái dot thì không thể nào nó đi vào được, nhưng nó đi vào được. Đi lỗ nào? Đồ ăn muốn cái bình xăng này, ăn không muốn đây, nó sẽ là cái dot. Ok. Đó, cái dot để thả kim vào. Thì ở đây nó phải làm một đường hở để gió lúc này từ đường gió chính đi vào đây. Và đồng thời nó sẽ đi vào cái sáo này. Đây, những cái sáo này có khoảng 12 lỗ. 8, 4, 12 lỗ. Nhưng cái lỗ này nó sẽ là bao nhiêu ly? Và khoan lên 20 lỗ, nó sẽ là còn bao nhiêu ly? Để lúc này xăng kéo lên, nhờ vào cái quả ga, kim ga sẽ kéo lên. Và lúc này gió sẽ vào, sẽ làm tơi xăng đi vào trong bùng đốt. Được chưa? Đó. Rồi, đi vào trong bùng đốt. Khi mà chúng ta chạy ở tầm ga cao, hạ ga đột ngột, cái van cắt gió này, nhiệm vụ nó làm việc cái gì? Trong nhóm học online mình sẽ chỉ cho mọi người luôn. Đấy. Khi chạy ở vận tốc cao, nhả ga đột ngột, van cắt gió này làm việc để cấp cái gì vào trong cái bùng đốt? Đây, nó sẽ cấp đường gió này vào. Vào trong bùng đốt để làm cái gì? Thì trong nhóm học sẽ chỉ cho mọi người. Học online là phải vậy nha Hùng. Em lấy em 2 triệu rưỡi, anh hơi bị bóp giá em rồi nha Hùng. Anh chưa bao giờ cầm mình xăng này bảo Tuấn ơi, đêm nay em giản chưa? Hay là anh giản chưa, em chỉ cho anh mình xăng. Địt mày, anh chưa chi anh đăng tôi lên trên mạng. Thì tôi cho anh bình xăng con này trở thành quá khứ luôn. Rồi, bây giờ tôi muốn cái buji được trắng là nó phải là trắng, nhưng lúc này nó hại cho cái gì? Hại cho cái gì? Hại cho hai cái xúc bắp. Muốn trắng đúng không? Tôi đi một đường gió ở đây lớn hơn một chút xíu. Tôi sẽ xử lý đường gió này lớn hơn một chút xíu. Tôi sẽ xử lý cái ống sáo này nhiều lỗ hơn, và tôi sẽ biết là ống sáo này bao nhiêu ly. Để lúc này kim xăng, và đồng thời lúc này cái kim nó phải là định vị ở giữa. Hoặc là cái kim lúc này các bạn tăng chỉnh, nó phải là ở mức giữa kim ga. Thì lúc này trong quá trình kim, đây, ok, nó sẽ nằm như thế này. Được chưa? Đây, bình xăng sẽ nằm như thế này. Trong quá trình chúng ta kéo tay ga, kim rút lên, thì lúc này một cái lượng gió đi vào nhiều hơn so với xăng. Nó đơn giản mà chỉnh Galanti trên cái dòng xe phun xăng điện tử. Gió vào nhiều thì lúc này xăng sẽ bớt đi. Và gió lúc này bịt kín bớt lỗ này đi thì lúc này thiếu gió, thế thừa nhiên liệu. Thì cứ cái mô phẩm để các bạn làm là các bạn thành công. Còn thật sự ấy, ngày xưa tôi không cần thay cái này đâu anh Hùng à. Tôi lấy một cái tu vít 3 cạnh, tôi đục vào cái lỗ này cho nó nhỏ lại. Và đồng thời tôi có cái đồ để tôi tấy nó lên một tí. Ví dụ cái này nó sẽ là 38, tôi sẽ đóng lại còn 36, tôi ngoáy lên 37. Hoặc là tôi sẽ đóng xuống 34, tôi ngoáy lên 36, để tôi có một cái bét 36 như mơ. Được chưa Hùng? Đấy, đừng có đùa với thằng Nghị Tuấn. Còn như ông sáo này, tôi muốn gió vào nhiều hơn để cái xăng nó tơi hơn,
để lúc này bougie trắng hơn. Hùng ơi, anh cung cấp cái này cho em, anh ngoáy ông sáo này Hùng nè. Đó, Hùng ơi. Anh ngoáy cái này Hùng nè. Anh cấp thêm đường gió vào này Hùng nè. Được chưa? Em muốn làm cho cái bougie nó trắng luôn để nhăn thay súp bắp luôn cũng được nha Hùng nha. Em đừng có đùa với anh cái cây này này. Chắc nó phải là cách đây phải 5 năm về trước. Đó, thì anh em phải hiểu rằng Đình Tuấn nó hiểu cái bình xăng này như thế nào, nhưng vẫn bị cái thằng đại tử nó bóp giá 2,5 triệu, đưa cho vài cái mũi khoan, vài cái bét. Online thì chẳng có group mẹ gì hết. Hôm nay dám phốt ăn lên. Đúng không ạ? Đừng chê, đừng chắc tại sao Đình Tuấn này vô tình. Học để mà cắt làm ăn ra thương trường. Em nói thật anh Hùng, nếu anh mà đi làm bất động sản chắc anh làm không được đâu. Ngày 1, ngày 2 là anh toang rồi. Bởi vì anh có cái tính rất ích kỷ và nhỏ nhoi, thì không thể nào anh ra thương trường để anh làm ăn lớn được. Anh chỉ là một cậu bé chuẩn bị về cái tuổi xế chiều, ăn xong cầm bình xăng thôi. Tương lai vài năm nữa bình xăng không còn nữa thì anh lấy gì mà hút. Nhá, anh đi ăn xin à hả anh Hùng? Nhá, em nói cho anh biết, bình xăng con ở trên thị trường nó chiếm còn 30% thôi. Nhưng ở đây em dạy cho mọi người khóa cực rẻ luôn, tặng cho mọi người nhóm học về phun xăng điện tử luôn. Những anh em nào làm lợi xăng ngày hôm nay inbox inbox, ngày mai về 50 bộ nữa, thứ tư sẽ về tới đây. Bởi vì đồ nghề bây giờ không đủ, bởi vì số lượng anh em đặt tên 30 người, 40 người rồi, không đủ. Anh bóp giá người ta bóp vừa vừa thôi, để cho hai hạt giá người ta thở vậy. Bản thân thằng Đức Ninh nó gọi, nó bảo anh Tuấn ơi, anh Hùng lấy em 5 triệu, anh giúp em đi cho nó rẻ hơn chút, tình vẻ tôi thật sự không muốn chen vào cuộc chơi này. Nhưng rồi anh hạ giá, nghĩ họp, anh còn hạ giá 2,5 triệu. Tôi thử mua 2 bộ cho anh em lính, nhưng cuối cùng người ta không mua, người ta hồn lại. Thế tôi bảo để cho tôi 1 bộ và mua 1 bộ. Tôi nghĩ rằng anh lấy cái bộ của tôi chỉ là vừa tình nghĩa anh em, để lấy cái mác của tôi để anh kinh doanh trên mạng, lấy 500k. Nhưng anh bóp giá tôi tới 5 tờ châu xanh. Với 5 tờ tôi rất nhỏ, nhưng vừa rồi tôi im. Nhưng anh đã nói mẹ thằng nào ở bên đây thì anh nói tên luôn. Tôi ghét nhất những cái thằng đăng trên mạng, đéo bây giờ nói tên cả. Nhưng hôm nay là ngày rằm, anh lại nói là Tấn ở Bình Định, đúng không? Ăn 5 tờ châu xanh này, tôi búng một phát ra 10 tờ luôn. Anh nói này, 3 tờ này, 4 tờ. Nhiều anh em không có tiền thì anh em coi đồng tiền rất to. Còn với tôi ấy, 5 tờ của anh coi như là rơi nhá. Đi cúng chùa thôi, đi cúng dường thôi. Đó, đi cúng dường thôi, cúng dường bữa 2 triệu. Đó, nói thật. Đấy, đi cúng dường. Đi cúng dường ở đây không lợi dụng. Đi chùa để cúng dường, ở đây làm gì? Mình cúng để cho người ta sửa chữa chùa, để có cái nơi mình tới mình được thắp nhang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mở lòng từ bi, chúng sinh phù hộ độ trì cho gia đình chúng con. Đó, chứ không phải là chúng ta đi chùa để chúng ta lợi dụng, chúng ta có tiền nhiều chúng ta thả. Đó, để cho người ta xây được cái chùa khang trang lên. Đấy, mua nhang, mua đồ để tới ngày rằm mùng 1 mình tới mình thắp nhang, nhan hồng nha. Đấy, còn vấn đề tôi nhiều tiền lắm, chơi né tôi ra. Nếu hôm nay thật sự tôi nói sai, tôi lên trên mạng này cúi đầu hết tất cả mọi người, tôi xin lỗi. Nếu anh cầm cái bình xăng này chỉ dẫn cho tôi được như ngày tối hôm nay tôi live stream, đúng, tôi lên trên mạng này xin lỗi anh Hùng. Em xin lỗi anh Hùng thật. Nhưng anh đéo làm được điều đấy thì anh đừng bao giờ nói tên tôi ra. Anh muốn để anh có tiếng đúng không? Rồi, anh muốn để anh có tiếng, rồi, để anh dụ anh em mua làm lợi xăng đúng không? Thì xác chưa? Đấy. Còn vừa rồi anh đăng lên, mẹ hy vọng là hợp tác với thầy Tiến Còi. Mẹ Tiến Còi nó bỏ tiền ra nó mua, hay là ông tặng nó để ông lấy tiếng? Đó là vấn đề của các ông kinh doanh, nó không đụng chạm tới cái lĩnh vực của tôi, hay không đụng chạm tới miếng cơm của tôi, thì nó chẳng bao giờ có tiếng như này hôm nay cả. Nhưng mà ông lại đụng tới cái tên của tôi nói thật luôn, tôi không làm gì bất kỳ thằng nào đụng tới tôi. Bởi vì cuộc sống của tôi phải biết đúng và biết sai. Đó. Còn nhiều anh em xin lỗi ở đây luôn. Nhiều anh em bảo học online đúng không? Hoặc là mua cái máy 10 mấy triệu được tặng nhóm học online. Nhiều lúc anh em bảo không hiểu gì đúng không? Đúng, không hiểu gì. Online nó là vậy. Bây giờ bởi vì các anh cứ như ông Hùng,
đã đầu tư được cái máy rồi, tại sao các anh không dám đầu tư một con xe ga nữa? Về nhà để làm gì? Để làm con chim mồi, mở bung nhận nhựa ra để ở cửa hàng, khi nào không có khách ngồi chờ vờ đụng chạm, để khách hàng đi ngang qua, à cửa hàng thằng này lúc nào nó cũng có xe ga để đụng chạm, tháo cái biển số đi. Nhưng anh không làm điều đó, và tất cả anh em không làm điều đó. Xong sau này anh em mua máy lên trên mạng, anh em nó bảo đủ mua cái máy này 7 triệu, nhưng thật sự không học được online. Online trong nhóm luôn luôn có, nhưng anh em ở cuộc đời này anh em nghĩ ngắn quá. Tôi còn sống ngày nào, do vừa rồi tôi đau, tôi mệt, tôi bảo tôi phải nghỉ thời gian, tôi không dạy online nữa. Vừa rồi tôi dạy với anh em trực tiếp, sẽ có một ngày tôi dạy tiếp, anh em lại được vào nhóm học, được chưa? Rồi bây giờ anh em mua cái máy ở thị trường bán bao nhiêu, tôi tặng được cái gì, thì anh em biết tôi lợi nhuận còn được bao nhiêu cái máy, chắc anh em sẽ biết. Anh em biết không, ở cuộc đời này phải biết nghĩ, chứ không phải là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta học online 2-3 triệu mà lúc nào chúng ta cũng gọi như vậy được. Anh em chỉ biết là cho anh em thôi, nhưng anh em không nghĩ cho bản thân tôi. 1.000 người tôi chấp nhận phải mất 100 người. Ở cuộc chơi này mà, làm sao mà tôi hoàn thiện được. Và tùy theo ở khu vực anh em có xe sửa hay không. Bây giờ hàng ngày anh em luôn luôn có xe sửa, thì lúc này anh xem sẽ có gì, quen, va chạm nó ok, thì anh em làm nó ok. Hay là anh em cứ đặt ra bản thân của tôi, ngày xưa có gọi thằng mẹ nào trên Việt Nam nhiều, đi học thằng thầy nào về nhà để có mà gọi nó, đa số nhờ anh em luôn. Tôi bỏ tiền ra, tôi may mắn được khách hàng ở đây tin tưởng. Tôi có rất nhiều xe, tôi học và tôi nghiên cứu, giết nó quen. Sơ đồ mặt điện cũng vậy, tiếng Anh, tiếng Tàu cũng vậy. Những cái từ viết tắt tôi có hiểu đâu, sau này tương lai tôi cũng nhớ hết. Sơ đồ nào ra tôi đọc cũng được hết, bởi vì chúng ta phải siêng. Đấy. Rồi nên nhiều thầy bảo ừ thằng Tuấn này học cái này ấy, mới ông hơi bị bèo. Lỡ may tôi có đi học, tôi thành công ngày hôm nay, mới ông là cái thằng nở mặt, nở mùi, nở múi. Có thằng nào ở trên Việt Nam này bảo học trò đi học ra mà không cho nó đi làm thầy không? Hay không cho nó lên trên mạng kia chiến lược kinh doanh không? Để nó kiếm tiền không? Thằng thầy đó là thằng thầy con lợn. Nó chỉ biết là bản thân của nó, nó không muốn là đại tử của nó lại giỏi hơn nó. Nó nhột ở trong người, nó cứ nghĩ là cái đầu của nó dạy được người ta là thằng đấy là giỏi. Còn tất cả anh em học viên là những thằng ngu. Nhưng cái quan trọng đầu ở trong này nó chứa cái gì, đó mới gọi là ưu điểm. Sống trên đời này phải có thiên thời thiện lợi. Những ông nào đang đi học những cái trường nào phết phu sang điện tử FI mà thành công chưa? Đó. Rồi những ông nào bảo hiểu đúng học đúng chưa? Ở trên mạng Việt Nam đang ế há mồm. Những ông nào đẳng cấp thì luôn luôn phải mở khóa học, lúc đéo nào phải 20 học viên đăng lên. Một năm khai giảng tôi khoảng 9-10 khóa, tôi mới công nhận thằng đó là đủ đẳng cấp. Nhưng một tháng, một năm được vài khóa, lẹt phẹt. Tôi nói luôn chiến lược luôn, thì mẹ đông thì đăng lên livestream hào hào. Khi mà ít học viên chẳng thấy mẹ đâu cả. Bởi vì cá càng ngày càng ít đi. Bởi vì rất nhiều người đi đánh cá. Nhiều người rất đầu tư ra một con sông rất lớn để bắt nhiều cá lớn, giết nó hết. Đó. Đó là trong chiến lược kinh doanh, để ra xã hội để làm ăn, để nhanh có tiền. Còn mẹ làm giàu được cái bình xăng này tôi cùi luôn nha anh Hùng. Một ngày ăn ngoáy được bao nhiêu bình? Tôi đố ăn một tháng ăn ngoáy được một ngày 2 cái bình, một tháng 60 cái bình. Thấy chưa? Vào con hot mỏi hết cả mồm thì mẹ người ta mới cho ngoáy. Ngoáy miễn phí chắc chắn là ok. Nhưng ngoáy luôn luôn nó phải là tờ, nửa tờ trong xăng. Nhưng ở đây tôi dạy cho anh em ở trạng thái về nhà, các bạn chỉ cần làm vài bình lấy lại vốn. Tiền đấy các bạn cứ nghĩ rằng kiếm tiền yên lẩu, đừng nghĩ làm giàu. Inbox. Được chưa? Tài liệu tặng cho mọi người. Trong lúc tôi đang dạy mọi người nhớ lấy cái bút, đánh vùng lại những cái vấn đề gì tôi dạy ở trong này. Hy vọng như vậy. Bộ tài liệu này nó chỉ là 70%, lỡ mày thất thoát ra ngoài được. Những vấn đề gì tôi chỉ cho mọi người hiểu, mọi người nhớ vào ngoáy, để mọi người có thêm kiến thức, mọi người có tiền, thế thôi. Còn tất cả đồ nghề này tôi cung cấp cho mọi người với giá thành cực kỳ rẻ như vậy. Sẽ có nhóm học online về bình xăng. Sau khóa bình xăng nó sẽ là FI. Rồi, dư cái tiền anh em làm ở đây, như cái bộ mà tôi cung cấp này. Rồi sau này hết cái gì, cái bét gì gọi alo tôi. Rồi tôi uống chai nước, các bạn uống lòng bảo húc. Hoặc tôi uống
ly rượu các bạn uống ly bia, cứ như vậy mà xấu, thế thôi. Còn cuộc đời này làm sao tránh khỏi được. Châu săn và đầu óc là của anh em. Tôi không bao giờ tới từng nhà để tôi kê dao vào cổ ép mọi người học FI hay làm bình xăng con của tôi hay mua phụ tùng đó. Do thời gian vừa rồi tôi cảm thấy làm việc nhiều, nó cảm thấy bị mệt nên tôi bảo tôi ngưng, ít bữa nữa tôi sẽ tiếp tục cho các bạn cái nhóm học mua phụ tùng, mua một chai nước thải tẩy lốc cũng được vào đêm online vài đêm thôi, anh em sống tốt tiếp tục. Ít bữa nữa nó lại có vài đêm nữa, ít bữa nữa nó lại phải sớm mất kỳ như vậy. Đấy, nếu mọi người đồng tình bấm số 1. Ok. Đúng. Đó. Mọi người công nhận không? Tới thời phút này anh không chơi nổi tôi được. Thà tôi mới đứng ra tôi lập nghiệp. Với tôi hiện là trong tay có tất cả, khó người chơi với tôi lắm nha. Công việc ai người đấy mà làm thôi. Đừng có bao giờ gọi tên Tấn. Đừng có nói là thầy Tấn. Đừng bao giờ bảo Tấn mình đứng. Thì các anh xấu bình thường. Đấy. Đấy, ok, đây. Được chưa? Buôn bán phải có lợi nhuận. Đấy. Rồi, anh em nào yêu mến Zalo. Còn anh em nào thích cái bộ chọt này và công thức về nhà làm được hay không tùy anh em, giá long bia. Được chưa? Đây. Giá lon bia về nhà nhanh tay thì cứ làm được. Đó. Ok. Còn thích chơi thêm mấy cái này nữa thì comment. Thì đương nhiên sẽ được học thì bỏ thêm tí nữa. Giá hạt rẻ. Đây. Đồ mà cái này ông Hùng ông làm ra mà tôi vẫn mua được. Đồ mà không biết là vợ ông mang bán cho ai ha. Thế cái này vợ ông Hùng bán cho tôi à. Thế mà ông không biết nhỉ. Ông Hùng. Ông kêu cái này ông nghiên cứu ra vài năm nay. Độc quyền của ông. Thế thì ông không bán cho tôi thì vợ ông bán rồi. Đồ á, nói câu vô duyên trời ơi luôn á. Chắc là vợ ông giấu ông bán riêng cho tôi rồi đấy. Ông phải kiểm tra lại vợ ông. Được chưa? Giá lon bia, công thức, chọt. Có tài liệu sớm ký luôn. Bớt nổ luôn đi ăn. Đừng có đùa. Này. Về. Vài chục tờ cho tới 100 tờ anh Hùng ơi. Đấy. Ngày mai anh kiểm tra của vợ anh có bán mấy cái này cho tôi không nha. Nè Hùng ơi. Đấy, nếu vợ anh bán thì anh phải kiểm tra lại vợ của anh. Ngày mai anh đếm coi trong nhà có mất cây nào không. Hùng ơi. Nè. Đồ mà tôi không cung cấp mũi khoan nha. Nè. Đâu nữa rồi ta. Nhiều lắm anh Hùng ơi. Đồ mà anh đừng có đùa với em phút này Hùng ơi. Nè. Nè. Anh coi vợ anh có cung cấp cái này cho em không Hùng. Ừ. Nè. Anh kiểm tra coi đồ nhà anh có nhiều bằng đồ của tôi không Hùng. Lúc đấy anh hẳn lên tiếng. Không ăn toang sớm á. Im lại mà làm. Mà kiếm ít tiền. Bắt được anh em nào trên mạng nữa. Kiếm ít tiền mà xấu. Nè Novo nè. Cái này cờ của Novo. Rồi anh em nào Novo hao xăng. Vào bờ. Dưới này còn nhiều lắm anh Hùng ạ. Đây. Đây.
À, có khoảng 100 bộ thôi Hùng ơi, không có nhiều nha anh Hùng. Chắc nhà anh không bằng đâu. Nói rõ cho anh biết. Đó, đâu cũng thấy xăng hết. Chưa kể trong này nữa nha anh Hùng. Đó. Xem có phải độc quyền của anh không nha. Múc. Đồ nhà anh mà đếm được cái bét nhiều như thế này chắc em cùi luôn á. Đếm đi. Đồ má. Nó bình xăng đéo biết nó hiểu làm việc như thế nào. Thêm tăng công suất động cơ. Đồ má. Giống cái remap cũng vậy, tăng công suất động cơ xong tiếp tục tới thần y này bảo đồ má làm mình sang con tăng công suất động cơ. Đồ má công suất động cơ xúc bắp không thay hai xúc bắp Magit, không phá chảo, không lên bít tông đầu lồi má. Thì động cơ ông can thiệp cái mẹ gì, nó chỉ là cái lên một chút xíu thôi nhé. Tôi nói cho anh em hiểu đó, nếu mà làm nghề kể cả mép mác gì ấy, tôi không quan trọng. Tôi không quan trọng. Kể mà làm nồi bẻ độ hay bẻ yếc gì ấy, tôi không quan trọng. Nha. Đấy. Bởi vì tôi khó bịt lắm. Không thể nào bịt được tôi được. Để trong kinh doanh mỗi người có một cái kinh doanh riêng thôi. Đấy. Đấy. Lĩnh vực ai người ta kinh doanh thôi. Đấy. Và tất cả anh em thợ hay bản thân tôi cũng là thợ. Phục vụ người khách nào. Người ta thích cái môn này thì mình chơi thôi. Đấy. Người ta không thích môn này thì làm sao mà ép người ta chơi được. Đúng không mọi người? Ép người ta chơi mà ép dí dao cổ người ta quắn vỡ mồm. Đấy. Hiểu không? Mẹ ngày xưa mẹ còn làm xe Jim Way thì mẹ đi tay rên cúp. Đó. Đắp rên. Ngày xưa đắp cái rên ở đây nó lấy 800 rưỡi. Đấy, đi cặp súp bắp thì mẹ phá chảo, tay rên còn gãy quặt 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 quặt. Đấy. Cốt rên đấy, cốt rên ở bên mâm điện đấy còn gãy vật bật, bởi vì cái sức của nó quá mạnh so với cái chiều bu lăng quay, anh em hiểu không? Đấy, nó quá mạnh nên một cái lực quay của cái bu lăng quá lớn đấy, thì đương nhiên cái cốt rên chịu không được. Có anh em nào làm xe độ ngày xưa mà đi Jim Way ấy độ không? Có bao giờ mà gãy cốt rên mà giờ gãy bình thường chứ? Bởi vì dòng tua máy quá kinh khủng, ở cái lực cái bu lăng nó nặng nó quăng thì cốt rên chịu không được, gãy. Mọi người đồng tin điều đó bấm tôi cái số 1, nếu tôi nói sai tôi xin lỗi mọi người ngay. Nếu ngày xưa làm xe độ mọi người không bị gãy gãy cốt rên ở bên cái bu lăng. Thấy chưa? Tôi nói luôn cho anh em vậy. Mẹ còn ăn Hùng đây, mẹ đéo biết ăn giỏi như nào thì mẹ ăn bảo tôi thì mẹ ăn trộm công thức của anh mang thị trường bán, hoặc là ăn dạy tôi. Ăn dám hứa hôm nay là ngày rằm ăn mang cái bịch xăng ăn chỉ được tôi chưa? Còn nói này, ăn làm bịch xăng mà ăn treo 100cc ăn ra thì mẹ hù ma dọa khỉ chưa đủ lực. Ăn có giỏi bản lĩnh thì ăn phải cầu là hai người nẹt ga xuống ga, thắng đèn xanh đèn đỏ lên ga. Còn bình thường chạy cái mức ga như vậy thì mẹ thằng lính của tôi đây nó cũng làm được 100 mm chạy được 6,5 cây nhá. Em nói cho anh Hùng biết, chứ không phải con xe nào đè ra cũng làm bình xăng đâu. Con xe nếu mà cái quả ga ấy nó bị lỏng, đố anh làm bình xăng cho nó lợi được hết. Rồi làm bình xăng, quả ga, kim đót, đấy, nó còn yếu tố rất nhiều vào trong cái cục máy bạc bít tông hai cái số bắp ở trạng thái chạy lâu năm thì lúc này trong số bắp sẽ đóng bụi than, được chưa? Đấy. Còn bình thường tôi không làm gì luôn, ở trong mình sang tôi chỉ tháo ra xúc rửa, nhưng cái số bắp tôi phải xoáy lại tôi vẫn làm cái buji đỏ như gạch cua được, không can thiệp vào cái lỗ muối ống sáo luôn, bét bít lơ trong ấy tất cả là để zin luôn. Chỉ cần đưa mình xăng cho tôi thôi, không thay thế gì ở trong ấy, tôi thích làm cái gì thì làm, miễn sao tất cả nó là gì, không chọt lỗ mũi, bét tôi không thay. Đó. Tháo ra con xe phải bạc bít tông còn ngon, tôi xoáy lại số bắp, tôi can xăng, nó cũng đỏ như gạch cua ngay. Còn anh đừng có nghĩ rằng thì mẹ ăn ngoài cái bình xăng ăn chụp lên, mẹ cái bugi trắng khéo có ngày dỡ tiệm đấy, ở vận tốc, chạy ở hàng nặng, chạy ở đường dài nhá anh Hùng nhá. Nó cháy số bắp bất kỳ lúc nào, bởi vì lúc này ăn can thiệp vào ống sáo quá nhiều lỗ, nó tơi xăng ở trạng thái gió vào nhiều thì lúc này toang ngay. Đấy, ok.
Còn làm bình xăng đừng có làm cho ông nào trên núi nhá, em nói cho anh Hùng biết, chứ đừng có nghĩ là làm bình xăng 200, 250 thì mẹ núi hay là tộc cũng làm, có ngày đốt tiệm đấy. Đấy, nói cho anh biết, nếu phải nói về kỹ thuật tôi không được học đâu mẹ, nhưng thật sự để đôi tay này tôi làm cái động cơ xe ga ấy chắc không nhiều đâu, chắc cũng 100 cục máy nha. Và những cái thiết bị thì tôi mở ra luôn luôn tôi phải soi nó chạy như nào, nhớt nó bơm như nào, bình xăng phải hoạt động như thế nào nhá. Đấy, bởi vì tôi không thích, tôi thích thì tôi phải với cho bằng được. Đấy, hiểu chưa? Mẹ ơi, tí ăn bảo mẹ mất bao nhiêu thời gian ra nghiên cứu. Thì về cái thời mà năm mình sang 50 triệu chắc cái thời đấy ăn chưa biết rồi, bởi vì 50 triệu thời to lắm. Đấy, thần Y Văn Xuyến đấy ở miền Trung đây này, cái thời đấy tôi có tiền tôi không đi học 50 triệu cơ. Thì mẹ vào trong cứ cho chúng mày rửa mình sang con. Rồi tiếp tục rửa xong mang vào phòng bố mày căn, tiếp tục đưa 100cc mày ra mày chạy. Đồ má mới, anh em cứ nghĩ là nó chạy được 6K2. Đồ má, ok, đồ má 6K2 nghỉ. Xong lúc đấy chúng ta mới rót tiền, một lần chưa được tiếp tục ở đây chơi với thầy một vài ngày. Đồ má căn bang mình sang lên cho thầy chọn cái nào về nhà nghiên cứu. Nhưng thật sự lúc đấy anh em không nghĩ tới 2 kg muối ở trong mình sang con. Người ta thay đổi gió. Thay đổi gió thời đó nhá. 2 kg muối này nó chỉ cần thêm gió thôi. Anh em đơn giản ngày mai làm bất kỳ con xe nào phun xăng điện tử, nếu có vít gió, không có bộ ba cảm biến, có dùng cái máy cùi bắp hay không cùi mắt cũng được, nhìn vào oxy và ECM tối ưu, chỉ cần siết cái vít gió rơi xuống 1.300 hoặc là 1.300, 1.400 thì lúc này sẽ xem oxy nó nằm ở cái dải là bao nhiêu milivolt, và lúc này coi ECM có tối ưu được không, hay lúc này phun theo lập trình của cái nhà sản xuất. Để, cứ phun đi con, bởi vì lúc này biết cái gì đâu mà tối ưu. Đấy, rồi anh em mới thả tiền, thả tiền vào trong cái xong mà em mới thông cái lỗ này, cấp cho cái bộ này 50 triệu. Cái thời đó các bạn biết cái đồng tiền thời 2014 nó to cỡ nào không, xăng thời buổi đó 25-20k ngàn một lít, nó còn rẻ hơn bây giờ 50 triệu. Đây đó, 50 triệu. Nhưng liệu rằng 50 triệu cái thời đấy các bạn cầm đủ 13 cây này không, hay các bạn cầm về chỉ có 9 đến 10 cây đó, thì các bạn cứ nghĩ rằng 10 cây này 50 triệu thì các bạn cứ tính rằng cái cây này một cây bao nhiêu triệu Việt Nam đồng. Đấy chưa? Rồi bây giờ nó ngủ yên, nhưng anh Hùng lại muốn đánh thức dậy để kiếm ít tiền, gắn thẻ Facebook Tega Đình Tuấn. Nghĩ rằng ở trên mạng Việt Nam này bèo gì nó phải có là 1.000 học viên. Thấy thì mẹ nó bán đồ quá hot. Trên mạng Việt Nam này nghĩ về bán đồ online chắc thì mẹ ở quê chắc ít được thằng như nó. Tựa cái hơi nó bán công nghệ để chích tiền chích khấu. Nhưng cuối cùng bán chưa được thì mẹ bóp giái ngay. Cái thằng kinh doanh như tôi. Đây. Mẹ đồ này, đồ này anh em thấy không? Đó. Thì mẹ đã giỏi thì công ty chuyên sản xuất bình xăng Keta Thần Đạt nằm ở Bồng Binh, quận 10. Nó đón mẹ ông Hùng đi tới đó rồi. Đứa Hùng ơi, mày chỉ ăn công thức này cái, tối ăn cho mày đi mệt, bắt cho con siêu mẫu, tối lại chọn 2-3 cái. Ngày mai Hùng ơi, mày chỉ ăn công thức này, tháng ăn trả mày 200 triệu đi ngay chứ. Nhưng đéo khôn bằng nó được. Thì mẹ mà muốn khôn hơn tôi nữa thì lại khó hơn. Đấy. Không xài mũi khoan, bởi vì bình xăng này các bạn xài mũi khoan có ngày các bạn thay bình xăng luôn đền cho khách hàng.
Bởi vì mũi khoan ở trạng thái 0,6, 0,7, 0,8 rất nhỏ. Chỉ cần cái lúc này cái đôi tay của các bạn cảm thấy ngày hôm nay các bạn làm nghề nó mệt, các bạn ngoáy một phát mới gãy đục, gãy một phát đục mũi khoan, đố các bạn lấy ra luôn. Ở đây cái lỗ mũi này, các bạn bỏ cái mũi khoan mà các bạn ngoáy, lỡ may nó gãy trong này, đố các bạn lấy ra được nha. Đó, còn cái này các bạn view thoải mái, view thoải mái. Đồ mã ông Hùng ông bán tôi 2,5 triệu, đéo bán cho tôi cái bộ này luôn. Ông giấu, ông không bán tôi cái bộ này luôn. Đó, đồ mã tôi buồn ông ấy nữa, thả ông đưa tôi cái bộ này nữa, tôi im. Đồ mã cái bộ này ông không lấy cho tôi nữa, ông nghĩ rằng tôi không có cái bộ đó. Đồ mà chán hết cả cuộc đời, bóp giá 2,5 triệu. Ông đưa tôi cái này mấy vài cái mũi khoan. Thì mẹ hôm nay tôi nói ở đây, nếu nói sai tôi ra đường thì mẹ nó xe cán phát chết ngay. Ông không cung cấp tôi cái bộ này. Đây ông cung cấp tôi cái này. Đồ má tôi bắt cái này vào, tôi cảm thấy nó không ổn này. Đồ má Hùng ơi, mày giết mẹ tao rồi Hùng ơi. Đồ tôi nghĩ này không ổn được. Đồ bởi vì nó quá giòn. Dậy mà ông bóp giá tôi 2,5 triệu. Đồ má tôi lấy cái đồ của tôi ngoáy mẹ cho nó nhanh. Bén như gươm này. Đó, đây. Đồ mà ông giết anh em thợ. Ông làm như vậy phản khoa học. Này. Đấy, những cái đồ này của tôi này. Đấy, tôi thay này. À, tôi cảm ơn ông Hùng. Ngày xưa ông vào đây ông học nghề, ông mua tôi cái mũi khoan này. Đấy, ông bảo lính tôi chạy đi mua này. Ở đây vẫn còn này, mũi khoan này của ông này Hùng. Đó, ông vào đây tôi tặng ông, hay ông gửi tôi địa chỉ tôi ship về tặng ông cái mũi khoan này. Ông hiểu chưa? Đấy, này. Đây này. Đấy, cái lê 7 của tôi này anh em. Ngày xưa tôi từng làm cái này, hỏi ông Hùng, cái này ông cung cấp cho tôi không? Tôi nghĩ cái này đéo chơi được, địt mẹ nó gãy. Đó. Này, tôi từng đi hàn gió đá này, rất cửi. Gãy, không chơi được. Nó quá mạo hiểm. Này. Má buồn ghê gớm luôn. Đồ của ông đây tôi không thèm thay. Ông hiểu không? Thích tôi đổ bỏ bởi vì ông dạy tôi không có lương tâm. Thì ông làm sao mà thì mẹ ông đăng tôi lên trên mạng được. Má bình xăng cả rổ rổ. Bóp giá ngay cái thằng đại tử mình bóp giá vừa rồi. Ở đây có vài anh em cũng làm bình xăng. Anh em tới đây người ta bảo ôi trời sư phụ lấy cái gì 2,5 triệu, mở ra. Ôi giời, nó bảo mẹ nó đại tử nào bán sư phụ 2,5 triệu bóp giá sư phụ. Tôi nói ở đây có bóng đèn luôn, vừa rồi có anh em ở đây trên Gia Lai làm bình xăng. Tôi không muốn live stream thôi. Đấy, mới học về hôm qua. Và hôm nay tôi chở anh ra Hà Nội, một người đi bay về Hà Nội. Đấy, người đấy cũng làm lợi xăng. Đấy. Đi về người ta bảo sư phụ bị thì đại tử cặc đào bóp giá 2,5 triệu. Thì mẹ bữa giờ anh em ở đây chưa bao giờ mẹ tôi được cuộc gọi mẹ để cầm mình xăng lên chỉ. Nói phép phép anh ơi làm cái này. Thì mẹ có bảo bố tôi thì mẹ nó không đéo hiểu được ông nói cái gì. Nhưng may mắn thì mẹ cái đầu tôi quá thông minh, ông hiểu không? Mẹ ngày mai mà ông in được cái này mẹ ông đăng lên thì mẹ ít xì giống của ông tôi cùi luôn. Cái này tôi không lấy của ông đâu nhá. Cái này không phải của ông đâu ấy, ông đừng có kể công. Mà riêng thì Tuấn này chơi nó phải chất. Bất kỳ cái gì cũng vậy, nó là phải thẳng. Thì mẹ im mẹ lại mà làm ăn đi, kiếm được ít tiền, bô bô lên cho mày sập nguồn luôn. Đấy. Rồi, mọi người yêu mến, mọi người thích thì mọi người theo học. Không có mọi người mua cái này về này. Giá lon bia, công thức. Giá lon bia. Còn anh em nào không thợ tiếc tiền thêm một tí nữa vào trong nhóm học. Giá lon bia này. Rồi, mình mài cho anh em luôn. Inbox Zalo cho em luôn nha mọi người. Bảo mẹ FI này, cái xăng này luôn đi. Nóng trong người, mẹ phải uống trà thảo mộc Dr. Thanh.
Rồi anh em nào về nhà muốn kiếm tiền đấy, để cái gì đâu, có xe nào vào làm máy, khách hàng bảo hao xăng quá anh em chọt nhá. Còn anh em nào ấy cảm thấy cuộc đời này không suy nghĩ về vài đồng bạc lẻ, comment thứ tư đồ mới về, tiếp tục mình trả lại hàng cho anh em. Hiện tại bét nó đang bị thiếu, ở đây nó không đủ nhá. Đây cái này thì còn nhiều, nhưng cái những cái khác nó hết, thì mình gửi cho anh em như vậy là nó không đủ bộ đấy, anh em phải thông cảm. Mình gửi cho anh em tất cả nó phải là khoảng mười mấy 20 chi tiết nhá. Đó ở đây này đấy, nó rất nhiều đấy, nó không thể nào đủ bộ được, ở đây nó đang bị thiếu này anh em, phải không? Đấy thì thứ tư nó mới về tới đây kịp đấy. Số lượng anh em đặt đăng khá là nhiều, về nhà các bạn chỉ cần chọt vài bịch xăng các bạn lấy lại vốn thôi, đéo có cái mẹ công nghệ ở đây cả, ở đây đéo có nào nghiên cứu ở đây cả. Cái quan trọng là chúng ta chia nhau kiếm tiền đấy, tôi kiếm chúc, các bạn kiếm chúc, thế thôi. Anh em hiểu không? Mỗi người kiếm chút thì mẹ đừng bóp giá nhau quá, ở cuộc đời này nó xuất hiện cái bão mẹ công nghệ rồi. Rồi hôm nay anh em nào mua cặp can và cặp bốc bốc cũ này bán giá rẻ luôn. Này hai mấy triệu này, mới leng keng. Giờ bán giá rẻ này. Có cái gì đâu mà mẹ nằm trong tay tôi thích bán bao nhiêu tôi bán. Anh em hiểu không? Mới leng keng. Em không bị đọc được comment nhỉ? Bao nhiêu người đang xem anh em nhỉ? Tự nhiên em đang bị bóp comment rồi. Alo, thế nào? Alo. Bao nhiêu người đang xem anh em nhỉ? Tự nhiên em không coi được comment. Hai mươi ba triệu này, thời nào đi thời đó chứ, đúng không? Mua rồi bán là có lỗ, sợ lỗ đừng có mua, mới leng keng này, bộ này chắc chưa xài, chắc mới, anh em sẽ biết ở đây luôn. Đây cái hướng dẫn của Motobox này chắc chưa mở ra dùng luôn, được chưa? Đó cả nhà nhìn đây nhá. Rồi catalog hướng dẫn giờ nó rẻ, hôm nay thích chơi đẹp luôn. Rồi DTD auto thư cảm ơn. Rồi chắc những quyển hướng dẫn này chưa mở ra luôn à, nó khá là mới, được chưa? Nó khá là mới, hôm nay cặp này khá là rẻ. Đây cáp này để chúng ta để làm gì, đúng không ạ? Giả lập tín hiệu đầu vào đấy, tua đồng hồ audio đấy, giả lập tất cả cảm biến vân vân. Rồi cái máy ở đây chắc còn mới luôn, mình chưa giờ, nói chung là bây giờ mới khui đó. Giá rẻ đây, mới kit, chắc chắn nó phải mới kit. Rồi tiếp tục con Motobox mới kit luôn, giá rẻ cho anh em nào yêu thương một cặp, còn mua lẻ bán lẻ. Đây ôi giời, em mới đợi giấu làm cái gì, cặp này giá cực rẻ, rẻ hơn cả nửa so với mới, ngày xưa mua hai mấy triệu đó. Đây chắc chắn anh em sẽ biết rồi. Rồi muốn 2.2 thì úp lết lên. Rồi. Rồi cáp Sparky IA và của bên DD Auto chỉ có một sợi cáp chính để chúng ta kết nối với tất cả những cổng Kalai. Rồi cái này để làm gì đây, báo lỗi đèn chất. Rồi cái này bộ cáp 2021 2020 rất nhỏ, để chúng ta kết nối vào ba cổng nhỏ. Rồi cái này sẽ là cái gì? À, cái cáp này kết nối giữa bốc và can. Rồi bộ led từ xa. Rồi cáp cổng USB. Đây mặt main để ngày xưa tua đồng hồ, những cái con rôm chip nhớ km không có thì hàn vào mặt main, nhưng bữa nay có hết rồi, mặt main này vứt bỏ sơ cua. Rồi cáp của Ablack Vision Clip Valeo. Đó, mới leng keng. Tàu nhanh 10 triệu 200 nghìn.
Đi tàu nhanh đêm nay luôn 10 triệu 200 nghìn. Kiếm 400 nghìn. Mẹ kiếm chưa được 400 ngàn đấy chứ. Bữa xong xuôi gần 10 triệu. 10 triệu 200 ngàn nổ tài khoản luôn. Ok. Thích thì tặng cho cái chân IC và Smoky của tất cả những dòng xe 2022. Được chưa? Về nhà đọc tín hiệu sung. Đấy, tín hiệu đầu vào CKB đọc được hết. Ở trong này tất cả về chân SU. Về hộp đen ABS. Đó. Còn anh em nào may mắn gửi cho 100 ngàn uống nước, 10 triệu 200k múc. Chốt hết cả một bộ này luôn mới leng keng 10 triệu 200 ngàn. Có anh em nào thương cho 100 ngàn uống cà phê, nổ tài khoản. Còn những cái catalog này chưa giờ. Chắc mình là người giờ đầu tiên này. Đây. Nói xạo làm cái gì với anh em. Riêng Điền Tuấn sống được ngày hôm nay không ngờ nó phét. Rồi đây gì đây. Rồi trời ơi mới leng keng này. Chưa giống nhất. Đó. Đây. Thiết bị này. Đó, đặt chỗ này để học này. 45 ngày. Đó, anh em nào muốn học đi ô tô. Đây. Đấy, mark về nhà dán vào đây này. Giá một cửa hàng để quảng cáo thương hiệu ddauto.com. Đây bốc mới len keng, thích thì ngày mai thứ hai mình úp lết lên 2.2 cho miễn phí, nổ luôn tài khoản đêm nay luôn, hoặc là đặt cọc nha, cho 100 ngàn uống cà phê đi cho nhanh. Ê, cho nó xong cho nó nhanh. Ngày xưa là 16.800.000, cục này 6.8.000, 16.800.000 cho 17 triệu, 16.800.000, được chưa? Rồi sau này 16 triệu tặng bốc, được chưa? Bây giờ rẻ hơn nữa, 10.200.000, khỏi cần xin 100 luôn, mất công bảo tay ga Điện Toán bày đặt xin 100, ngày mai nó đưa vợ con ăn sáng, dư tiền thì cho. Ở đây là xin 100 ngàn, mai uống cà phê không có 10.200.000 nổ tài khoản, đừng có bớt 200 ngàn để còn 10 triệu, bởi vì vốn mua hết 10 triệu cha rồi. Đó, mới ken xà ben. Nhanh luôn, nổ tài khoản số điện thoại này luôn. Này. 10 triệu 500 đưa luôn cả công thức này, đưa luôn cả bộ trò. 10 triệu 500k đưa hết. Một món này. Hai món này. Hai món là bốn món này. Tài liệu nữa là năm món. 10 triệu 500 nghìn. Lẻ 500. 21 tờ polymer. Lấy luôn hết tất cả rồi đó, cả công thức luôn. Thích thì ok vào trong nhóm học online miễn phí luôn. Dù người đó mua trước hay là chưa mua. Vào nhóm học online từ đây về sau hay chưa bao giờ cũng vào được nhóm học online, đúng không ạ? Còn thằng Tuấn này còn sống thì tất cả chúng ta sẽ được học online miễn phí. Mở bát 21 tờ châu xanh, chẳng có cái gì phải suy nghĩ, cầm hết về luôn, nổ tài khoản anh em ạ, hoặc đặt cọc. Gì đâu, chơi với Điện Toán anh em phải chấp nó thẳng. Rồi, anh em này nhanh tay, anh em nào tới trước thì đặt trước nha. Đấy, số điện thoại. Anh em nào tin trước thì ok, nhận được trước. Bộ chọn làm lợi xăng cho em một bộ, ok. Đấy, ngày mai mọi người sẽ thương lượng. Thích mua cái này, giá. Giá gì? Giá lo bia. Hay mọi người thêm ít tiền nữa, Điện Toán cung cấp cho anh em cả nguyên bộ như thế này. Đấy, vào nhóm học. Học hết cả xăng xong tiếp tục học FI. Để về nhà kiếm được tiền. Thế thôi, đừng bóp rái nhau cả. Cuộc đời này, mình có lo nước uống thì các bạn có miếng cơm. Thế thôi. Ở cuộc đời này không nên lạm dụng nhau làm cái gì cả. Mẹ ở thế giới công nghệ rồi. Mẹ chuẩn bị bây giờ người ta bỏ nghề, mất tiêu rồi. Anh em hiểu không? Người ta đi kinh doanh hết rồi. Nên nhiều người còn bóp rái nhau. Không đọc được comment anh em luôn rồi, thấy không? Facebook bên này rất bot, không đọc được gì cả. Ok, chỉ cần cọc thôi, được chưa? Đấy, giờ em gửi trước 2 triệu, mai em chuyển thêm. Sống là phải chất. Nếu anh em nào sợ mất 10 triệu đêm nay, đừng có chuyển.
để anh em khác chuyện. Leng keng xà beng luôn, đánh vải ngửa luôn với anh em. Mẹ bỏ ra 10 triệu phải kiếm được 200 nhá. Kinh doanh mà. Mẹ bỏ ra 10 triệu bán 9 triệu rưỡi thì ai đi kinh doanh? Còn anh em nào làm lợi xăng vào bờ hết, ở đây là cái chứng minh cho anh em này. Chứng minh cho anh em. Hôm nay mình đáng lẽ mình phải ship thêm gấp đôi to hàng này nữa, nhưng thật sự hôm nay chán mọi người hiểu không? Nước tẩy rửa này anh em ủng hộ không kịp mà để giao. Chuẩn bị có nước tẩy rửa lốc máy ở bên ngoài và đầu nòng cho anh em. Cái này gọi là tỷ lệ pha 11, 12, 13, 14 và 15. Một chai này có thể pha được 5 chai này để anh em tẩy cái gì? Những cái lốc nhôm. Đây. Được chưa? Nếu lốc nhôm như thế này mà hơi bị đen, nếu mà cũ thì anh em có thể pha 1/3. Đấy. Còn nếu anh em tẩy những xe đầu bò cũ, người ta leo rừng leo núi như thế này, thì nó sẽ là 1/1. Đấy, 1/1 xịt vào và lấy cái máy rửa xe xịt vào luôn. Nếu nó còn trắng thì pha 1/2, trắng pha 1/3. Bởi vì cái này nó tẩy ở bên ngoài này, bên này có cái oxy. Đấy, bên trong máy này thì không có, ở trong máy này sẽ là nhớt. Thì anh em sẽ phải mua cái chai kia. Đấy, còn cái này có mấy chục ngàn à? Ok, mấy chục ngàn một chai này thôi, 50-60 ngàn gì đó. Đó, tầm đó. Ok chưa? Đấy, để anh em xịt. Cái này có thể là anh em rửa xe được luôn. Anh em pha 1/5 hoặc là 1/6, anh em có thể rửa xe và mới bọt tuyết. Đó, để nó lỏng đi. Tùy theo vào cái lốc nó cũ hay là không cũ. Đó là mình hướng dẫn cho anh em, chai này có mấy chục ngàn. Đó, để anh em tẩy bên ngoài. Còn cái này anh em tẩy bên trong. Được chưa? Đó, cái này để mọi người tẩy bên trong. Nhớt thì mọi người phải nhìn thấy ở đây. Đấy, nhớt. Còn cái này các bạn và anh em tẩy bên ngoài. Đây, tỷ lệ các bạn có thể pha. Đấy, 1/2, 1/3 tùy theo vào cái lốc nha. Có mấy chục ngàn à. Chai này bao nhiêu mili đây biết, mình không nhớ được. Bởi vì nó không đề mili ở đây. Mình chẳng biết là chai này bao nhiêu mil. Chai này tầm nửa lít không ta? Chắc hơn nửa lít. Hơn nửa lít đấy mọi người, cho nửa lít đi. Chai này khoảng 600 mil nha. 600, 6700 gì ấy. 6700. Nói chung là hơn nửa lít. Ok, chai này hơn nửa lít nha. 600. Tất cả anh em trong tương lai mua phụ tùng đều được tham gia nhóm học online. Sau này có nhóm học sở bất kỳ thì anh em sẽ vào trong nhóm sở bất kỳ luôn. Được chưa? Mẹ loạn quạng một ngày nào đó về cái nồi miễn phí cũng có trong tương lai. Liên lạc Zalo nha anh em, tất cả Zalo em mới có kiểm soát được nha. À, ngoài Facebook em không kiểm soát được, Zalo đây, mọi người thích thì truy cập cái số này Zalo. Rồi, anh em này đã chốt cặp máy nhá. Rồi, đã chuyển cọc trước 2 triệu. Ok. Còn ngày mai còn khoảng bao nhiêu tiền nữa chúng ta trả nốt. Rồi, cái máy này coi như là cất. Được chưa? Rồi, cái này thì chẳng có gì đâu. Ồ, thì em nhét vào trả hết mọi người mất công. Mọi người bảo, ừ, ăn bớt cả cái đĩa CD này. Về nhà xem. Xem trong cái đĩa này có cái gì hay. Cái thời cái đĩa này tới cái đĩa ngày xưa rồi đấy. Đó. Nào. Thời buổi này thì không ai xài đĩa nữa rồi. Cho nó mau mắn kiếm 200 ngàn bạc cho nó nhanh. 4 cái vá lốp bỏ ra 10 triệu. Nhanh có 200. Trong đi kinh doanh đi buôn mà. Đi buôn phải có lợi nhuận. Trừ khi đi làm đất. Lỗ sặc máu. Làm cái này nó ít lỗ. Rồi, cái này mọi người về nhà này muốn dám cái gì dám. Muốn vào DDD ô tô học cái gì thì mọi người học. Rồi có cái quyển của Motobox đâu ta. Đây. Đưa hết cho anh em luôn. Đấy.
Vào đây. Rồi, đây. Được. Leng keng. Ngày mai mình test cái nữa mình giao cho mọi người luôn này. Nó còn cả cái bọc xốp này của nó luôn mà anh em. Đó. Cuộc đời này cứ miếng sao sống sạch, không có ngán bố con nào hết, sống là phải sạch. Mẹ chó má, sống cuộc đời này mẹ cũng là không có người tốt thật, thì mẹ tất cả vì tiền, đồng tiền rất mạnh. Cho nó xong. Ok anh em. Mẹ các bạn mà nghĩ về tiền thì rẻ, đôi khi nó phải tùy theo. Ôi trời, trong này rất nhiều tin nhắn này. Đấy. Lộc Phạm gọi này, ta là mình sang con, đồ căn mình sang con, giá sao phải ăn rất nhiều. Mình xạo mọi người làm cái gì. Vậy trong này một ngày mình ship biết bao nhiêu toa. Ừ, này số điện thoại đồ nữa, thấy không? Thôi chẳng có gì cả. Rồi, hôm nay là ngày rằm, đáng lẽ là chia sẻ cho mọi người tí về FI, nhưng thật sự nó ra một cái vấn đề khác, rất mong mọi người thông cảm. Thì Tuấn chúc tất cả đại gia đình của anh em cũng là đón một ngày rằm kết thúc rồi, cũng là một cái Trung thu, đúng không ạ? Rằm tháng 8 của tất cả những em cháu nhỏ, những cái đội lân đi múa. Chúc toàn thể gia đình cả nhà mình luôn luôn sức khỏe, bình an trong cuộc sống này, thế thôi. Còn sống cuộc đời này, người tốt người xấu thì thật sự thì chúng ta chơi với hiểu đấy, thấy không? Chẳng có gì cả. Còn khi mình chỉ là có một cái góp ý nhỏ nhỏ, ra kinh doanh, ra đấu trường, mặt ai người đấy làm thôi mọi người, thế thôi. Thế đâu, chả là cái gì cả, công nghệ mà mất luôn. Giống tất cả những cái app phần mềm màu cũng vậy. Đấy. Tất cả người ta đổ qua đổ lại, ông này cãi lộ ông kia, thế thôi. Không bán đi thì không có tiền. Đấy. Chết mang theo là hết. Còn khi đã bán bất kỳ ra thị trường là chấp nhận mất, thế thôi, chấp nhận bất kỳ một cái điều gì cũng vậy, ra làm ăn mà nó phải là thế, chứ không phải là ngày mai chúng ta đang làm ăn ở cửa hàng nó ngon lành, hoặc là bán tạp hóa, hoặc là đang kinh doanh sim cả, mà kế bên nhà mình mở y xì như mình mà qua chửi nó thì nó giọng như vỡ mồm ngay. Đấy. Các bạn thấy những Sài Gòn không? Một con đường Nguyễn Chí Thanh chỉ có sửa xe thôi, nhưng thật sự tiệm nào người ta làm tiệm đó, nó đơn giản như một quán nhậu, ở chỗ nào phục vụ tốt thì chỗ đó có người đến ăn, và món ăn đấy có đắt nhưng món ăn đấy phải ngon, bởi vì người ta không thường xuyên ăn, lâu lâu người ta bỏ ra tiền để người ta ăn cái món đấy, đắt một chút xíu cũng được nhưng phục vụ phải nhiệt tình. Đấy, các bạn thấy những quán nhậu không, sát sát. À, đơn giản ở Bình Định Quy Nhơn này cũng vậy. Một con đường Xuân Diệu ra biển, nhà nhà hàng hà hà mọc, sát sát, nối đuôi nhau. Nhưng thật sự người ta không bao giờ chửi nhau như vậy. Nhưng thật sự ở cái làm lại xăng này có tí không mà lại như vậy rồi. Không lớn được đâu. Dù tuổi đời có lớn nhưng cái này không lớn được này. Đấy. Đấy chưa? Nên ở trên đời này cứ bảo là tao lớn, mày nhỏ, mày cãi lại là hư. Nhưng thật sự cái này nó nhỏ quá, thì cái người ở tuổi người ta nhỏ nhưng có cái này nó lớn thì người ta phải cãi lại thôi. Đồng ý bấm subscribe,
shop like like chia sẻ mọi người hiểu không? Không ai like thì tự mình like, mình cầm điện thoại đây mình cũng đang xem mà. Mình tự động viên cho lòng mình ở cuộc đời nó là thế. Đấy không? Không có cái gì cả. Giờ này mấy giờ rồi biết. Ôi trời ơi, 22 giờ 30 phút, hôm nay lại mệt nữa rồi vợ ơi. Rồi, tổng kính chào toàn thể quý vị, anh em thợ máy cộng đồng mạng trên toàn quốc. Xin chào, Điện Toán được kết thúc offline ở trong trang fanpage. Tới đây là hết. Xin chào. Để tiếp tục nghỉ cho tinh thần nó thoải mái, uống cốc nước. Má không có cháy hết họng rồi. Từ bấy giờ chưa uống giọt nước nào. Nhấp miếng dừa không? Muốn làm ăn lớn phải bỏ cái nhỏ. Làm ăn lớn mà cứ tính toán cái nhỏ thì sẽ không bao giờ làm được lớn. Có nghĩa là tính toán những cái nhỏ là cái gì? Là những chầu nhậu, là những ly cà phê, là những cái buổi xã giao. Không bỏ tiền mua lấy cái khôn, không bỏ tiền rủ người ta có cái đầu khôn để đi nhậu, thì làm sao mà chúng ta để kiếm được tiền nhiều? Ở cuộc đời này nó luôn luôn là như vậy. Muốn đạt được cái gì đấy thì chúng ta phải hy sinh cái gì đó. Đó. Không phải hy sinh về tính mạng, không phải hy sinh về người thân, không phải như chiến tranh ngày xưa, mà bây giờ phải hy sinh về đồng tiền để ngày mai kiếm được 10 đồng như thế. Thì điều đó các bạn phải cần làm trong kinh doanh. Và trong tương lai chúng ta đầu tư bất kỳ một cái gì, nhưng làm là phải nghĩ trước nghĩ sau thì chúng ta mới làm. Chứ chúng ta chưa nắm vững cái đó mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ phải thất bại hoàn toàn. Kể cả thành công đi chăng nữa, một ngày nào đó các bạn vẫn rơi tùm. Bởi vì hố sâu nó luôn luôn là ở trước mắt. Nếu chúng ta không nhìn rõ nó thì nó luôn luôn là hố sâu, là một cái bẫy để chúng ta bước vào, để phải kẹt ở nơi đó không đi ra được. Đó là trong cái gì mình thất bại và mình được ngày hôm nay. Cũng là một thằng Tuấn sửa xe của Bắp ở quê thôi. May mắn gặp được nhiều anh em chiến hữu tin tưởng, bỏ những đồng tiền ra cảm thấy xứng đáng thì mới chơi với Điện Toán được. Bỏ đồng tiền ra học online, mua cái máy này về nhà làm không được, chất hơn mình, đừng lên làm như vậy. Làm một con người thành công hay không thì chúng ta làm phải cố gắng. Có người hướng dẫn rồi, tập chạy rồi, còn đi có vững hay không thì đó là ở chúng ta đi. Còn bây giờ các bạn đứng lên các bạn cảm thấy say, kiểu say rượu, thì làm sao mà tôi ở bên cạnh tôi đỡ các bạn được. Thà các bạn ở gần, xe gặp khó, tới đây hoàn toàn nó là free, nó chỉ là một ly nước. Còn bây giờ anh em ở xa quá thì tôi làm sao mà cứu được. Được chưa? Thank you. Có gì nói hết hôm nay rồi. Lâu quá không được nói rồi. Thì hôm nay phải nói phát, đúng là ngày rằm tháng 8 Trung Thu. Chị Hằng đấy, và chú Địa gì chú Quậy, quên mất. Rồi kết thúc.